Hallihallo, herzlich willkommen zu meinem 33. Videoclip. Und in diesem Videoclip haben wir zwei Grammatikthemen. Das sind Sätze mit in dem und dadurch und Sätze mit so das. Sätze mit in dem und dadurch nennt man Modalsatz. Modalsatz ist ein Nebensatz, der beschreibt, auf welche Art und Weise etwas passiert oder gemacht wird. Das heißt, Sätze mit in dem und dadurch, das geben ein Mittel an, wie etwas erreicht wird. Und in dem und dadurch, das sind Nebensätze, Konjunktionen. Das heißt, das Verb steht am Ende von dem Satz. Und wir haben später Beispiele und ihr könnt sehen, wie diese in dem und dadurch das im Satz funktionieren. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta có chủ điểm ngữ pháp với hai liên từ là in dem và dadurch das. Ở phần thứ nhất, phần thứ hai thì chúng ta sẽ học liên từ so das. Mình tách làm hai phần bởi vì đây là hai nhóm liên từ mà nó không có nghĩa gì liên quan đến nhau cả. Cho nên là chúng ta sẽ trước hết là chúng ta học cái phần in dem và dadurch. Như là trong cái phần tiếng Đức mà mình vừa mới nói thì mình có nói là đây là hai cái liên từ, nó chỉ một cái mệnh đề cách thức, tức là nó sẽ cho chúng ta biết bằng cách thức nào hoặc phương pháp nào một cái việc gì đó ở về chính được thực hiện. Câu với in dem và dadurch das là hai câu phụ, cho nên là các bạn phải ghi nhớ là động từ nó sẽ đứng ở cuối câu nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem xét một cái ví dụ để chúng ta hiểu là in dem và dadurch das được thực hiện như thế nào trong câu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái ví dụ sau nhé. Man kann sich das Gelernte gut merken, indem man es regelmäßig anwendet. Người ta sẽ ghi nhớ những cái gì được học nhanh hơn hoặc là tốt hơn nếu như mà người ta được ứng dụng nó thường xuyên. Người ta sử dụng nó thường xuyên, ứng dụng nó thường xuyên. Thì câu với indem các bạn thấy là nó sẽ chỉ ra cách thức, làm cách nào để mà chúng ta nhớ được cái những gì chúng ta đã học. Wie kann man sich das Gelernte gut merken? Câu hỏi của chúng ta sẽ là như vậy. Và bằng cách nào? Wie? Hoặc là auf welche Art und Weise? Bằng cách nào thì chúng ta có thể ghi nhớ được những thông tin đã học? Thì bằng cách là chúng ta ứng dụng nó thường xuyên. Indem man es regelmäßig verwendet oder anwendet. Cũng với cái câu như vậy, nghĩa y chang như vậy, nhưng bây giờ mình không dùng indem, mình có thể thay bằng dadurch das. Thì cái vị trí của indem nó sẽ được thế bởi là dadurch das. Các bạn sẽ nói là gì? Man kann sich das Gelernte gut merken, dadurch, dass man es regelmäßig anwendet. Câu với dadurch, dass, các bạn cũng có thể tách dadurch và das thành hai cái phần. Một phần dadurch thì sẽ đứng ở về câu trước và das thì sẽ đứng ở về sau. Man kann sich das Gelernte dadurch gut merken, dass man es regelmäßig anwendet. Với ba cái câu mà ví dụ mình vừa mới lấy ở trên đây cho các bạn thì nghĩa của nó là y chang như nhau, nhưng mà mình có tới ba cách viết. Thứ nhất là các bạn có thể dùng indem, thứ hai các bạn dùng là dadurch das đứng hoàn toàn ở về sau bên vế phụ, hoặc là các bạn có thể dùng dadurch das được tách ra làm hai phần, dadurch đứng ở Hauptsatz và das đứng ở phía sau ở Nebensatz. Và một cái mà chúng ta có thể lưu ý là câu Nebensatz và câu Hauptsatz có thể đổi vị trí cho nhau. Có nghĩa là với cái loại câu này, các bạn có thể viết in dem lên phía trước hoặc là dadurch das lên phía trước. Sau đó thì về sau, về trình có thể đứng ở phía sau. Ví dụ như các bạn nói là in dem man das Gelernte regelmäßig anwendet, kann man sich das Gelernte gut merken. Thì câu mà các bạn đảo như vậy thì nghĩa nó không hề thay đổi, và các bạn được phép đảo như thế. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai, consecutive Satz. Was ist ein consecutive Satz? Consecutive Satz mit so das gibt ein Resultat an, eine Folge aus einer Handlung in dem Hauptsatz. Tức là câu consecutive Satz là một câu mệnh đề hệ quả, có nghĩa là cái hành động hoặc là cái sự việc xảy ra ở phía trước nó sẽ có một cái hệ quả gì đó, thì cái hệ quả đó sẽ ở về so das.
Bởi vậy cho nên người ta mới gọi cái câu này là câu consecutive satz. Consecutive có nghĩa là consequence, tức là một cái hệ quả, một cái kết quả của một cái hành động. À, ví dụ như bây giờ các bạn học hành rất là chăm chỉ thì cái hệ quả của nó, cái kết quả của nó sẽ là gì? Các bạn sẽ thi đỗ kỳ thi. Đó. Thì các bạn sẽ nói là gì? Tôi học hành chăm chỉ cho nên là tôi đỗ được cái kỳ thi này. Ví dụ như bây giờ là trời quá ít mưa cho nên là mọi người bị thiếu nước. Thì cái việc là trời ít mưa cho nên nó sẽ dẫn đến cái hệ quả là thiếu nước và mọi người sẽ không có nước để đủ được nước để uống. Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào với câu Jodas? Es regnete zu wenig, so dass die Menschen kein Wasser zum Trinken hatten. Trời mưa quá ít cho nên cái hệ quả là mọi người không có đủ nước để uống. Thì cái Jodas ở trong trường hợp này nó rất là giống với deshalb. Nhưng mà deshalb nó là câu chính. Ví dụ cùng với cái câu trên nhưng mà mình có thể sử dụng với deshalb thì nó sẽ trở thành là Es regnete zu wenig. Deshalb hatten die Menschen nicht genug Wasser zum Trinken. Và một cái điều mà các bạn cần phải chú ý là bởi vì câu với Jodas là nó chỉ ra một cái hệ quả, một cái kết quả của cái hành động ở về Hauptsatz. Cho nên ấy, là nó sẽ không bao giờ có thể đứng trước được. Tức là các bạn sẽ không bao giờ đổi được Jodas lên phía trước. Các bạn không thể nào nói là Jodas die Menschen nicht genug Wasser zum Trinken hatten. Regnete es zu wenig. Đó, cái câu đấy là không thể xảy ra được. Nên các bạn nhớ là câu với Jodas nó chỉ có thể đứng sau câu chính mà thôi và sẽ đứng sau dấu phẩy. Một cái trường hợp mà thường xuyên xảy ra đó là trong cái vế chính nó có một cái adjective, một cái tính từ hoặc là một cái trạng từ thì các bạn có thể tách từ Jodas thành Jo cộng với adjective hoặc là cái trạng từ, cái adverb ở phía trước và das ở phía sau. Ví dụ cũng là về cái câu trời mưa này nhưng mà bây giờ mình mà nói là trời mưa quá ít cho nên là dẫn đến cái hệ quả là mọi người không có đủ nước để uống thì mình sẽ nói là gì? Es regnete so wenig, dass die Menschen nicht genug Wasser zum Trinken hatten. Và đây là một cái variante, một cái câu mà rất là được ưa dùng. Khi mà nó có xuất hiện tính từ hoặc là trạng từ trong vế chính thì mọi người sẽ có xu hướng tách cái do das thành hai phần như vậy, một do ở phía Hauptsatz và das ở phía Nebensatz. Và nếu như trong trường hợp mà không có tính từ hoặc trạng từ thì các bạn sẽ không được phép tách nhé, các bạn sẽ phải để do das đứng liền nhau. Một cái khía cạnh nữa là do das có thể được sử dụng gần như là nghĩa với từ damit, tức là để một cái mục đích nào đó. Ví dụ như là wir sollten morgen früh losfahren, damit wir das Ziel bei Tageslicht noch erreichen. Có nghĩa là gì? Chúng ta nên khởi hành sớm vào ngày mai để mà chúng ta đến nơi khi mà trời vẫn còn sáng. Vậy thì cái Jodas ở đây, nếu mà đối với chúng ta thì nó không phải là chúng ta nên khởi hành sớm vào sáng sớm ngày mai, cho nên chúng ta sẽ đến sớm khi mà trời còn sáng, đến khi mà trời còn sáng, mà là cái mục đích là vì sao mà chúng ta khởi hành sớm là để chúng ta có thể đến được đích khi mà trời còn sáng. Wir sollten morgen früh losfahren, so dass wir das Ziel noch bei Tageslicht erreichen. Tức là mình có thể đã đạt được cái đích, tức là cái điểm đến của mình ấy, khi mà trời còn sáng. Thì đấy là mục tiêu cho nên là mình thấy ở đây Jodas nó rất là giống với damit. Mình hoàn toàn có thể nói câu này như là damit. Wir sollten morgen früh losfahren, damit wir das Ziel noch bei Tageslicht erreichen. Đến đây thì mình đã vừa mới giải thích cho các bạn cách sử dụng câu Modalsatz, tức là một cái câu mang tính chất chỉ cách thức với liên từ indem và dadurch, das, cùng với một cái câu chỉ mệnh đề hệ quả, nguyên nhân kết quả, đó là với liên từ Jodas. Hy vọng là các bạn đã hiểu được cái phần ngữ pháp này và mình muốn nhắc lại một lần nữa là ngoài cái việc nghe để hiểu thì cái cuối cùng cực kỳ quan trọng đó chính là giai đoạn Anwendung. Các bạn phải áp dụng thì các bạn mới có thể nhớ được, tức là tự bản thân các bạn phải đặt ra những cái câu, viết ra những cái câu để kiểm tra xem là mình có thực sự hiểu cái ngữ pháp này hay chưa. Và
Cái một cái cách mà mình hay thường hay dùng đó là mình nếu như mình học một cái ngoại ngữ mà mình không chắc lắm mà mình không có người kiểm tra thì mình sẽ dùng cái Google Translate, có nghĩa là các bạn có thể để cái phần tiếng Đức Deutsch và cái phần còn lại là tiếng Việt hoặc là English, và các bạn sẽ gõ một cái câu tiếng Đức vào đó và để xem là nó dịch sang tiếng Anh hoặc là dịch sang tiếng Việt như thế nào. Thì đó là một cái cách để các bạn có thể tạm thời kiểm tra là liệu cái câu mà tôi suy nghĩ trong đầu như thế bằng cái ngôn ngữ mà tôi đang học, tôi mới học ấy, nó có đúng hay không. Hay là mình cũng đang học tiếng Tây Ban Nha ở cái trình độ rất là thấp, và nhiều lúc mình cũng không biết là ồ liệu tôi viết như vậy có đúng hay không, mà đâu phải là lúc nào cũng có giáo viên sẵn để mình hỏi. Thì đấy là một trong những cái cách mà mình làm để mình tự kiểm tra cái kiến thức của mình. Và các bạn phải nhớ là nếu như các bạn muốn sử dụng tốt một ngoại ngữ thì các bạn bắt buộc phải áp dụng những gì đã học. Das gelernte anwenden là cái bí quyết để làm sao mà một cái ngoại ngữ nó trở nên là thực sự trở thành một cái công cụ của mình. Thì mình cũng như vậy thôi, mình cũng như các bạn thôi, khi mà học ngoại ngữ ai tất cả mọi người đều giống nhau hết, cho nên là các bạn phải cố gắng tập viết và tập nói, thì lúc đó cái mà các bạn học ấy nó mới trở thành là cái của các bạn. Còn các bạn chỉ ngồi nghe hoặc các bạn chỉ làm bài tập ngữ pháp thôi ấy, thì thực sự là nó vẫn chưa trở thành cái của mình đâu. Cho nên là mong các bạn hãy cố gắng vận dụng những gì mình học được, nghe được để mà nó thực sự trở thành cái của mình, và các bạn có thể chinh phục được tiếng Đức rồi thực hiện được những cái ước mơ của mình. Ok, video của mình đến đây là hết, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ follow mình trên Facebook nhé. Mình sẽ thường xuyên post rất là nhiều thứ liên quan đến nước Đức để có thể là động lực cho các bạn trên con đường học hành. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao.